Mới đây, việc một người đàn ông ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là F1 của bệnh nhân COVID-19 nhờ người khác đi cách ly thay khiến dư luận bức xúc. Nhiều bạn đọc đã gửi câu hỏi về báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, đó là những người liên quan đến vụ cháu người cách ly sẽ bị xử lý như thế nào. Dưới góc độ pháp lý, theo thạc sĩ luật sư Cao Ngọc Sơn, hành vi cháu người thuộc diện phải cách ly là trái luật và bị nghiêm cấm, được quy định tại Điều 8 Bộ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm. Gồm cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Những vi phạm nêu trên có thể bị xem xét và xử phạt vi phạm hành chính theo điểm B khoản 3, điều 7 Nghị định 117/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế về hành vi cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Theo đó, mức phạt tiền sẽ từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Áp dụng đối với cá nhân, còn đối với tổ chức thì phạt gấp đôi. Ngoài ra, hành vi cháo người cách ly cũng có thể xử phạt theo điểm B khoản 1 điều 11 Nghị định 117/2020 với mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Cũng theo thạc sĩ luật sư Cao Ngọc Sơn, trường hợp người trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế làm lây lan dịch bệnh cho người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự. Theo đó, mức phạt tối đa có thể lên đến 12 năm tù, người giúp sức cho người trốn cách ly, cháo cách ly có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cùng tội danh trên với vai trò đồng phạm. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.